Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Trưa Ống Kính. Bản tin Trưa Ống Kính chiều thứ năm 14 tháng 10 sẽ cập nhật những gì về an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ các đối tượng là Lê Minh, Trần Bá Vương, Trần Văn Sang, Lê Bảo Hoài Nam cùng trú tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra cuối năm 2020 và người bị bắt cóc trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đối tượng Trần Anh Tuấn quê ở Tây Ninh, quen biết một người đàn ông ở huyện Xuyên Mộc. Do cần tiền gấp nên Tuấn liều mạng lên kế hoạch bắt cóc người quen để đòi tiền chuộc. Thông qua đối tượng tên Trần Văn Tính quê Tiền Giang, Tuấn thuê nhóm đối tượng là Lê Minh, Trần Bá Vương, Trần Văn Sang, Lê Bảo Hoài Nam cùng trú tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và một người tên Bé Hoàng thực hiện kế hoạch bắt cóc với tiền công 100 triệu đồng. Trong đó Tuấn đưa trước cho Lê Minh 20 triệu đồng. Tuấn thuê xe chở nhóm bắt cóc đến gặp người quen tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, giả vờ thu mua dừa, sau đó khống chế đưa người này lên xe rồi trói vào bịt miệng nạn nhân. Sau đó Tuấn nhiều lần liên lạc với gia đình nạn nhân yêu cầu đưa 4,5 tỷ đồng tiền chuộc. Nếu không đáp ứng yêu cầu, chúng sẽ sát hại con tin. Nhận được tin tố giác tội phạm của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Chỉ sau 48 giờ từ khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng giải cứu nạn nhân an toàn và bắt giữ chủ mưu Trần Anh Tuấn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bắt giữ những đối tượng liên quan là Minh, Vương, Sang và Nam, đồng thời củng cố hồ sơ làm cơ sở đưa ra xét xử vụ án theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với 3 đối tượng trú ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 3 đối tượng này phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái khởi tố, bắt tạm giam là Trần Quốc Dương, công chức địa chính xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, Trần Đăng Khôi, chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn, Trần Đăng Khánh, giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Theo tài liệu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Yên Bái, trong quá trình khảo sát mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất để công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư thương mại Thiên Hà thực hiện dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ từ năm 2019 đến năm 2020. Ba đối tượng Trần Quốc Dương, Trần Đăng Khôi, Trần Đăng Khánh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái công vụ với mục đích vụ lợi. Thưa quý vị, thông tin về nguồn nước Thánh Thiên cứu chữa được nhiều bệnh kể cả COVID-19 được đăng tải trên Facebook đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định đây là thông tin sai sự thật và do một phụ nữ trú ở huyện Bảo Lâm đăng tải trên mạng. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành vi đăng tin sai sự thật này 5 triệu đồng. Chủ tài khoản đăng tải trên Facebook cá nhân với nội dung nguồn nước Thánh Thiên cứu chữa rất nhiều bệnh, đặc biệt là COVID-19, kèm theo hình ảnh hai chai nước ghi dòng chữ nguồn Thánh Thiên. Làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản trình bày nguồn nước Thánh Thiên có nguồn gốc từ nhóm tự xưng có tên Trừ Quỷ Bảo Lộc, địa chỉ ở số 53/5 Hồ Tùng Mậu, thành phố Bảo Lộc. Trong quá trình tham gia nhóm, chủ tài khoản này và các thành viên cho rằng qua việc cầu nguyện chữa lành uống nước Thánh Thiên thì có thể chữa khỏi COVID-19, nên chủ tài khoản đăng tải lên Facebook cá nhân. Chủ tài khoản thừa nhận nước Thánh Thiên không phải là thuốc chữa bệnh COVID-19, không được các cơ quan chức năng cấp giấy phép và chưa được kiểm chứng. Một thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố sau khi nới lỏng giãn cách từ ngày 1 tháng 10. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, lực lượng công an ghi nhận 32 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người. Nguyên nhân do người điều khiển xe không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông chiếm 50%, không giữ khoảng cách an toàn chiếm 16%. Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm luật giao thông, trong đó cần tập trung quan sát, tuân thủ chỉ dẫn của biển báo, đèn tín hiệu, đi đúng phần đường, làn đường, chú ý tốc độ và khoảng cách an toàn, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia.
Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và số 8, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa rất to, nhiều điểm ngập lụt, sạt lở đất gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước, có nơi sâu hơn 1 mét và có nơi đã bị sạt lở nghiêm trọng, như ngay phía sau cây xăng của công ty xăng dầu Quảng Bình. Chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp di dời để đảm bảo an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ vào đất liền. Để ứng phó với cơn bão số 8 đang vào bờ, tỉnh Quảng Bình yêu cầu chính quyền các địa phương, lực lượng, bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan cần chủ động sắp xếp bố trí tàu thuyền về neo đậu tránh trú an toàn, không được để ngư dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ vào, kiểm soát chặt chẽ ngư dân, nhất là ngư dân các tỉnh ngoài khi vào tránh trú để phối hợp thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Sau khi thành phố Đà Nẵng có văn bản bỏ xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đối với người dân khi di chuyển qua hai địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Quảng Nam làm việc tại Đà Nẵng được đi về trong ngày. Tuy nhiên, điều này cũng khiến ùn tắc cục bộ tại các chốt kiểm soát. Từ 6 giờ sáng, dòng người và phương tiện từ tỉnh Quảng Nam vào thành phố Đà Nẵng tăng gấp nhiều lần so với những ngày trước. Tại chốt kiểm soát dịch, xe máy, ô tô ùn tắc hàng cây số. Do nhiều người dân gặp khó khăn trong việc quét mã QR, khai báo y tế trực tuyến. Khai báo đi hết. Nhiều lúc có, nhiều lúc không khai hồi không được. Hôm nay đến đây thì không cần giấy xét nghiệm nữa, nhưng mà tình trạng ùn tắc là do là số lượng người đi qua khu vực này rất là đông giờ làm việc ở Đà Nẵng. Thứ hai nữa là về vấn đề quét mã QR và kiểm tra chứng minh nhân dân thì dẫn đến tình trạng ùn ứ như thế này. Những người mà chưa có smartphone tụi em sẽ khai báo bằng giấy và trên máy in cho đỡ ùn tắc giao thông. Sau khi Đà Nẵng nới lỏng đi lại, mỗi ngày có hơn 10.000 người từ Quảng Nam vào Đà Nẵng làm việc. Do nhiều người dân không biết cách khai báo y tế trực tuyến nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại các chốt. Để giải quyết tình trạng ùn ứ này, các lực lượng công an, y tế, thanh niên được bổ sung xuống các chốt để phân luồng phương tiện tham gia giao thông và hướng dẫn người dân khai báo y tế. Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan cũng bổ sung thêm thiết bị quét mã QR. Cùng với đó, mỗi mã QR có giá trị sử dụng 3 ngày để giảm áp lực cho lực lượng tại các chốt, nhất là vào giờ cao điểm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trước ống kính. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn hoặc kênh YouTube BRT News. Mọi thông tin cộng tác quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.